trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi ra mắt sách Tuốt kiếm phương xa và Bóng mây tình yêu. Hai tác phẩm dịch thuật của Phan Lê Dũng được nhà sách tiếng quê hương xuất bản. Sẽ được tổ chức tại Đờ Nguyễn Võ Long và Kim Mỹ Dương Foreign hay Nova Annadale Campus. Địa chỉ 8333 Leader River Turnpike, Annadale, Virginia 22003 vào lúc 1 giờ trưa, ngày thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023, và cũng là ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ. Tuốt Kiếm Phương xa là một cuốn sách đầu tiên đưa ra một cái nhìn khác với tất cả những cuốn sách các sử gia Tây Phương viết về lịch sử Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Trong Tuốt Kiếm Phương xa tác giả George Viet đã khai mở tài liệu chi tiết của CIA, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nối kết với các ký giả và cuộc phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong suốt 20 năm để thuộc lại lịch sử trong hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa của miền Nam Việt Nam. Tuốt kiếm phương xa là một cái nhìn về chiều sâu của lịch sử để đối chiếu với cái nhìn nóng bỏng nhất thời của thời sự, đưa ra những suy nghĩ chặt chẽ, khúc triết, rành mạch của những chính khách để đối chiếu với những cái nhìn kiếm khuyết chưa đủ sâu và nặng phần suy đoán của các ký giả đưa ra những phán xét chuẩn mực, cân nhắc của một vị quan tòa để đối chiếu với những suy diễn có tính cách cá nhân của các biện lý. Mời quý vị đón xem Tuốt Kiếm Phương Xa để biết những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã thực sự suy nghĩ thế nào về tất cả những chính khách có tiếng của hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Để thấy rõ hơn những ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách trong hai nền Cộng Hòa như Tuốt Kiếm Phương Xa đã mô tả. Xin mời quý vị đón xem Bóng Mây Tình Yêu, một hồi ký ghi lại cuộc đời sóng gió của một người dân miền Nam trong suốt chiều dài cuộc chiến. Là một nghệ sĩ trưởng thành trong âm nhạc từ một cô bé hát giúp vui cho các cụ già trong xóm, cho các bữa lễ cưới, cho các ca đoàn trong nhà thờ. Nghệ sĩ Kim Vui đã tiến dần từng bước đến hát ở các rạp trình diễn, các hộp đêm, đã hát trình diễn cho các tay anh chị trong giới giang hộ của Bảy Viễn đã trình diễn trong công dân vụ trong thời đại nhất cộng hòa và đã trở thành một tài tử thượng đẳng của miền nam đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc ở đài loan trong phim chân trời tím